Trung tâm có quy mô 12.300 m², chia làm 4 phân khu gồm bệnh nhân nặng nguy kịch, bệnh nặng, thoát hồi sức và chuẩn bị ra viện. Tại đây đang có 600 giường bệnh, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực. Hiện có gần 400 y bác sĩ đã được điều động đến công tác tại trung tâm này. Trong đó, lực lượng chủ lực là các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế, ngoài ra là y bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tất cả các y bác sĩ này được chỉ huy bởi giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Các y bác sĩ tại đây đều có trình độ chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm, được đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về hồi sức cấp cứu như thở máy, liệu pháp thay thế thận, oxy hóa máu trong màng. Các y bác sĩ này cũng được tập huấn bài bản các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, cách chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 nặng, chăm sóc người bệnh thở máy, hướng dẫn tập vận động, dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người nhiễm COVID-19. Trung tâm được trang bị các thiết bị rất hiện đại như máy tim phổi nhân tạo ECMO, máy thở chức năng cao, máy lọc máu, máy sốc tim, bồn oxy dung tích 20 m³, hệ thống oxy tới tận giường bệnh. Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi đi vào hoạt động, từ ngày 24 tháng 8, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được đưa đến đây điều trị. Tại đây, các y bác sĩ đang phải ngày đêm chiến đấu để giành giật sự sống mong manh cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, nhưng các y bác sĩ đã luôn đặt quyết tâm cao nhất cứu sống người bệnh.